Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính xin thầy Diệu Âm khai thị cho con là Lê Thị Mỹ Vân, pháp danh Ngọc Thùy, 33 tuổi. Hằng ngày con có niệm Phật, phát nguyện vãng sanh tha thiết. Con đã tham gia đi hộ niệm 10 năm. Con không tham tiếc tài sản nhưng còn luyến ái chồng con. Con còn tính nóng giận, lúc nóng giận không làm chủ bản thân. Con đánh chồng con, lúc hết nóng biết mình có lỗi. Cứ như vậy tái diễn rất nhiều lần. Do nghiệp chướng sâu dày, con đã phát nguyện vãng sanh và nay thêm phát nguyện tu thập thiện, hồi hướng công đức cho ba con mới mất. Như vậy có ảnh hưởng đến sự vãng sanh của con không ạ? À? Xin thầy từ bi khai thị cho con để con vững vàng hơn, để cuối đời con có phước phần vãng sanh. Cũng xin thầy điều giải với các chư vị trong pháp giới hữu duyên với con. Con xin tri ân thầy Diệu Âm và ban tổ chức. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ngọc Thùy quýnh chồng. Thôi bắt đầu từ đây đừng can hiếp chồng nữa nhé, chịu không? Mình à, đúng rồi, mình tu mất mới ăn hiếp chồng, ăn hiếp con cũng không ăn hiếp nữa. Nhất định lấy cái lòng từ bi thương xót. Người chồng hiền lành, đúng là mình có phước. Mình có phước mới gặp được người chồng hiền lành. Mình phải khai thác triệt để cái tánh hiền lành này mà rủ rê ông chồng niệm Phật, chịu không? Vui vẻ tu thập thiện để vãng sanh rất tốt. Tu ngũ giới để vãng sanh rất tốt. Tu bát quan trai để vãng sanh rất tốt. Tu giới Bồ Tát vãng sanh rất tốt. Giữ giới niệm Phật giới nào cũng tốt. Đem cái giới đó răn đe mình, ngày ngày niệm Phật, chí thành niệm Phật. Nên chớ cho tu thập thiện mà không niệm Phật cầu vãng sanh, thì cái kết quả cao nhất là đi về một cảnh trời trong dục giới, cho nên sắc giới không nổi. Mà tu phải cỡ chừng trên 90% mới có khả năng thực hiện được con đường sanh thiên. Nhưng với sức phàm phu của chúng ta, nhiều khi 10% thập thiện mình tu không nổi. Cho nên hình thức thì tu thập thiện, nhưng mà ráng gì ráng tu cũng không nổi. Vậy thì bây giờ lấy tất cả những lúc giận hờn này, rồi sừng sổ với ông chồng nè, lấy cái đó làm cái điểm sám hối. Từ chỗ đó mình phải vươn lên, quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ niệm ngay từ bây giờ, những tập khí bỏ lòng đi, cho đến lúc ngày lâm chung mình vẫn niệm câu A-di-đà Phật cầu vãng sanh. Trước lúc xả bỏ bổ thân phải niệm câu A-di-đà Phật cầu vãng sanh mới được vãng sanh, chứ không phải tu bây giờ mà lúc đó được phản đăng. Chính vì thế tất cả những sự huân tu bây giờ là tập huấn luyện cho thuần thục để mình thực hiện trước khi xả bỏ báo thân. Như vậy thì muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tâm tâm nguyện nguyện vẫn là niệm Phật vãng sanh, còn tất cả các hành tu khác là trợ mà thôi. Ví dụ như tu thập thiện thì ý ba, phải không này, thân ba, miệng bốn, miệng chửi ông chồng là không có thập thiện rồi, lấy cây mà quánh ông chồng là không thập thiện rồi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Và chúng ta phải quyết lòng niệm Phật. Nên nhớ cho nhé, nếu tu các pháp môn khác tự lực thì pháp 10 điều thiện này không thể nào vãng sanh. Tu các pháp tự lực thì ngũ giới không được vãng sanh, tại vì tất cả đều phải san bằng nghiệp chướng. Còn pháp niệm Phật là pháp băng qua nghiệp chướng. Dùng cái đức lành này niệm Phật để băng qua nghiệp chướng thì Lê Thị Mỹ Vân sẽ được vãng sanh. Nhớ cho lấy tất cả những sai lầm của mình mà răng đe mình, quyết lòng hứa với Diệu Âm từ đây giờ sau không được tái diễn nữa.
Nếu tái dưỡng thì xuống quỳ xuống trước mặt ông chồng đây, năn nỉ đây, nói ông chồng ấy, anh ơi anh tha thứ cho. Dám làm như vậy tức là có cái hạnh đại sám hối. Mình sám hối với ông chồng không có gì mắc cỡ cả. Mình sám hối những gì mà mình làm sai không có gì mắc cỡ cả. Nhưng mà chính đó là cái tâm chí thành chí kính. Lấy cái tâm chí thành chí kính này niệm Phật cho thuần thục, để sau cùng mình niệm Phật, mình vãng sanh. Mong cho tất cả chư vị trong Pháp giới hãy trợ duyên cho Phật tử Lê Thị Mỹ Vân, Pháp danh Ngọc Thùy, quyết lòng triệt thành sám hối những điều sai lầm. Lấy những điều sai lầm này là những cái động cơ thúc đẩy cho mình để mình vãng sanh. Nguyện mong chư vị trong Pháp giới cùng thấy rằng ở tại xứ ta bà khổ nặng này, muốn làm một điều thiện khó vô cùng, khởi tâm đồng niệm không có việc gì mà không tạo tác nghiệp trước. Vậy thì hãy thành tâm chí thành sám hối, niệm Phật cùng nhau trở về Tây Phương. Về Tây Phương cực lạc thì nhất định ta thành Bồ Tát, thì đem đạo lực của một vị Bồ Tát đi khắp mười phương, làm thiện làm phước, cứu độ chúng sanh, lúc đó mới gọi là viên mãn. Ngọc Thùy có nghe rõ chưa, vững vàng chưa, quyết lòng lên nhé. A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân những lời giảng dạy của lão cư sĩ Diệu Âm cho em Ngọc Thùy ạ. Mong em ráng dùng tâm chí thành chí kính để vượt qua được thử thách này ạ.